không đâu nữa không quậy đang thật là không quậy gì nữa Hello, xin chào mọi người. Chiều hôm nay em lại tiếp tục đi phát quà của ngày hôm qua chưa xong. Hôm nay là ngày lễ mùng 2 tháng 9 mọi người nhé. Người ta thì nghỉ ngơi đi chơi, mình cố gắng để san sẻ này. Quà đây là quà của các cô chú ngày hôm qua. Dù thế lên phát nồng chưa xong này. Hôm nay đi phát cho chú Ngô Siêu Mạnh mọi người nhé. Ngô Siêu Mạnh thì chú không có ở nhà, đang nằm trong bệnh viện ở lưới này. Nên em thế quyết định vào đây để đi phát luôn mọi người nhé. Cắt đầu hăng mà cái riêng đầu này cái đầu cái gì đây 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 là chú Ngô Siêu Mạnh đang này mọi người nhé. Em thế sẽ bỏ đây vì chú đang nằm viện ở nhà, em thế xuống đây để phát luôn. Dạ dạ, đây là món quà hôm qua của các cô chú Y Huế lên này. Đây là chú Ngô Siêu Mạnh mọi người nhé. Ở nhà không có, hôm qua thì đây quà của các cô chú như vậy lên cao, nhưng mà cao không thì trong bệnh viện thì không nói được lớn vì này rất là nhiều nguyên nhân. Đây là mì tôm, gạo, một quà của ngày chúng ta làm đây. Mạnh thôn Chim Mai mới nhất, chủ bại liệt và bệnh tim, chủ có rất là nhiều bệnh, thì hầu như tháng nào cũng vào trong bệnh viện mới nhất bị ốm đau như này. Con chúc chú mau khỏe bệnh nhé, để sớm về với gia đình. Thì cái là chúng tôi sẽ mạnh thực sự tháng nào cũng vào trong bệnh viện cuộc sống mới thực sự san sẻ như này, như khó khăn như này, đau ốm đó là một việc làm mà thấy ước mơ sau này để làm cả đời tiếp tiếp. Kinh phí có hạn chế nên không có làm được nhiều. Thế xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và xin chúc tất cả những nhân ở đây mau khỏe bệnh, đi về với gia đình trong những ngày lễ. Hôm nay là ngày lễ 2 tháng 9 mọi người nhé. Thế xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.